Nào xem em Huy chơi Pickleball nào. Nào liệu có vượt được mức Pickleball hay không đến từ em Huy. Nào chúng ta cũng đợi xem tình huống xử lý của Ida cũng như là 1v4 kia sẽ là như thế nào. Vẫn còn đó là những quả bom dính. Không, nó là quả nếp anh em ơi. Nó là quả nếp. Không biết nói gì. Hello anh em nhớ. Quy tắc chơi trong trận đấu này khá đơn giản. Đấy là anh em tôi sẽ chỉ phá hủy san hốc với những vũ khí dùng để phá hủy bản đồ này thôi. Những vũ khí thông thường sẽ bị loại bỏ hoàn toàn để tạo nên sự hấp dẫn cho chế độ này. Let's go. Có quên không nhảy ơi. Đi thôi, không sao. Xuống bật bất tử được mà. Ây xài, easy hả? Anh có dùng graphic sticker không? Có em ơi. Có quả anh rẻ mà. Anh mua chưa đến 1 triệu. Nhưng mà bây giờ nó thành 1,2 triệu thì em ạ. Chả hiểu sao. Nãy tôi bay lúc cách có 400 mét thì sao rồi vào trước. Cứ mãi xạo lờ cái quên mất luôn. Thì vác cối sang lấy chân. Thì đấy đã có tiếng nổ rồi. Âm thanh thật quen thuộc. Lại là những vết thương đã chảy xước. Ơ, không có cối à? Rồi luôn ông battle tự ném hết chính mình luôn. Tuyệt vời. Sao vậy chèn? Đứa nào ném C4 này đây. Ê anh bị ù tai ở quả nết trước đấy nên anh không nghe đấy. Cái quả nết sau ấy chỉ nghe cái cạch cạch thôi. Phải đồ ông nằm ngoài này á. Dễ chịu rồi. Sát thủ ngây thơ này. Cày thế hồ. Đang lon ton đạp cái xe đạp đi qua. Tự nhiên thế đâu có quả nết nghe ù cả tai. Sau quả nết tiếp theo nghe tiếng lạch cạch thôi. Không biết là bò nó ở sau đít mình ở trước mặt mình. Ui rồi có cối thì chúng ta làm bố nữa vì trước các em tập chơi game rồi. Ít cờ linh nằm xuống là điều đương nhiên mà thôi. Em Ngô Huy thì chơi game bẩn tới quá em Ngô Huy ơi. Em Ngô Huy chơi game bẩn tới quá em cầm quả Butterfly em nút trong nhà rồi. Ai đi qua là em cho một phát đúng không? Em chơi thế à? Em chơi thế mà được à? Đây rồi, ôi. Ui rồi em Ngô Huy chơi game quá bẩn luôn. Mà đó là điểm hạ gục thứ hai bẩn dành cho em Ngô Huy. Hả? Này, ôi một máu. Một máu trên 100 máu đến từ vị trí của em Ngô Huy. À, những căn nhà này sắp nổ tan nát rồi. Một máu này thì Ngô Huy chắc chắn phải xuống đi kiếm chỗ nào để an toàn và hưu thôi. Bờ rào có vẻ như là nơi mà em Ngô Huy đang muốn nằm xuống rồi. Nếu có nằm luôn hay không này. Xuống thành công rồi đến từ vị trí của em Ngô Huy bẩn tưởi. Trong cái đó thì sát thủ ngây thơ đã cố gắng đi tìm cho mình đèo thứ hai vẫn chưa thể tìm thấy được. Quả xe bốn nổ ra mất 50% máu đến từ sát thủ ngây thơ vẫn đang cố gắng đá truy và dí theo Ngô Huy. Ngô Huy đã bú cho mình được một cái phớt. Trong căn nhà này có người và đó chính là Zuta. Zuta đang làm gì? Zuta liệu có biết ở bên ngoài nhà của mình nó có người hay không này? Zuta quyết định xử luôn rồi. Gật à biết luôn à có biết được vị trí của chúng ta chạy quá xa rồi không ai có thể bắt theo được chúng ta nữa. Thôi đó em Ngô Huy cũng đã sủi đi cực kỳ xa khỏi khu vực út ca. Mọi người thì đang chơi game ném cối nhưng mà việc đẹp sai chỉ là một chiêu gai. Việc đẹp sai chỉ đơn giản là đạp xe và chạy long quanh trong khu vực nhà y mà thôi anh em ạ. Giờ thì còn 8 máu và chắc chắn phải cắn được mình cái phớt. Ngô Huy quyết định không trở lại út ca nữa. Có vẻ như không còn cối, sự tự tin của em Ngô Huy bẩn tưởi đã về bằng không. Anh em đã chiêu ném cho mình quả nếp đầu tiên. Nhưng bây giờ thì thông tin về người tiếp theo thì không thấy đâu nữa. Nhưng vừa có một cái gì đấy. Tôi cũng không biết là một cái gì nữa vừa bắn vào đây. Tôi chỉ biết là quả nếp tiếp theo đến từ 1v4 kia. Nó là một quả nếp 10 điểm. Và nó kết thúc đi mạng hạ gục của người anh em đã đang chiêu rồi. Không thể là một chiêu gài. Sát thủ ngây thơ đã dừng lại vị trí top 9 rồi. Ai đa 493 là người có mạng. Sau đó thì Việt đẹp dài cũng ra đi với quả nết đến từ Juta mà thôi. Liên tiếp là những tình huống đập phá nhà y. Bây giờ tôi thấy Lâm Gia Tuệ đã tiếp cận một căn nhà với một khẩu Butterfly trên tay. Nết được trả ra. Có vẻ như đã có thông tin rồi. Neko cũng đang cố gắng thủ trong căn nhà. Những quả nết được trao đổi chiêu thức với nhau là rất nhiều. Đấy rồi. Vật phẩm chí mạng nhưng rất có thể cả hai người này sẽ đều phải nằm xuống. Tôi thấy cái tầm này là cái tầm mà Neko ăn một quả nết rất đau. Nhưng lượng máu của Lâm Gia Tuệ thì cũng không phải là nhiều. Nếu không cẩn thận thì rất có thể là cả hai người sẽ cùng nhau quy tiền. Chúng ta vẫn tiếp tục. Bắn ai bây giờ. Không biết là phải lựa chọn ai để bắn đến từ vị trí của Lâm Gia Tuệ. Quyết định là chạy vào trong nhà bơm máu cho nó yên tâm. Ủa? Một tình huống chơi game quá cầu toàn đến từ người anh em Lâm Gia Tuệ. Và cuối cùng thì ba người đứng rất gần nhau nhưng cuối cùng không ai phải nằm xuống cả. Họ đều có những tình huống di chuyển thoát thân thành công. Cối được bắn rất nhiều đến từ ai nhỉ? Tôi muốn xem ai là người bắn cối. Đây là Red Zone mới của anh em mình đây. Không khác gì cái Black Zone cả. Không khác gì cái Black Zone luôn. Nhưng nó sẽ có một chút delay.
anh em có thể nhìn thấy được cái quả đạn nó bay xuống một cách rõ ràng hơn. Ui giời ơi, không trúng rồi. Cứ ngỡ đó sẽ là một kill dành cho Idan. Nâng tổng số lượng kill lên con số 2 nhưng mà không anh em ạ. Ở một khu vực nào đó, ở ngoài khu vực nhà kho, có những viên đạn cối đến từ số 1 Lạng Sơn đã được cấu thẳng vào trong khu vực nhà Y. Nào, chúng ta cũng đợi xem những quả cối này có chính xác hay không đây. Đó, rất nhiều những viên cối được tương vào nhà Y. Nhưng như tôi đã nhận định thì dù ta vẫn tiếp tục là những người có những tình huống xử lý cực kỳ nhanh nhạy. Đang bị một ai đó dí theo, thậm chí lại bắn trượt một quả cối rồi. Dù ta lại sủi thành công. Chạy nhanh thật sự ạ. Mà những cái chảo không gây được sát thương anh em ơi. Không có sát thương cận chiến đâu. Chỉ có mấy cái quả gây nổ thôi. Nhớ, nhớ nha. Chảo không có sát thương đâu. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. À. Cái gì đây? Đâu đó thì Lâm Gia Tuệ đã phải nằm xuống trước khổ Butterfall đến từ Aidan rồi. Bây giờ là những quả bom dính. Những vật phẩm mới xuất hiện ở trong bản đồ sản hốc của chúng ta. Trước đây nó là vật phẩm độc quyền của Karakin. Bắt đầu lên những tình huống cầu cối với chúng nhà Y. Có bao nhiêu viên cối đến từ người anh em Nét Quốc Hưng đây? Có những quả cối tôi thấy bắn vào toàn anten anh em ạ, hơi đen. Cả nhà Y đã bị phá hủy đi rất nhiều. Thế nhưng nó chưa là gì đối với trận trước đây anh em mình cùng nhau phá. Thế rồi, chắc là phải chạm trán nữa dù ta và số 1 Lạng Sơn rồi. Phải chơi thôi. Số 1 Lạng Sơn liệu có còn nết hay không? Bom dính được ném ra nhưng quả nết thì chắc chắn là có cái khả năng gây sát thương cũng như là căn tạm mình tốt hơn so với bom dính. Thả rất nhiều những quả bom dính đến từ Zuta. Và một nửa máu đã bị cấu đi rồi nhưng con xe đạp thì đã cướp được. Trong khi mọi người đang chạy bo thì một vé 4 kia và Idan chỉ là hai chiêu gai. Very chill. Phòng bo đang đốt đi lượng máu khá nhiều. Bo đau lắm. Trời ơi. Nào, chúng ta cũng đợi xem tình huống xử lý của Idan cũng như là một V4 kia sẽ là như thế nào. Vẫn còn đó là những quả bom dính. Không, nó là quả nếp anh em ơi. Nó là quả nếp. Không biết nói gì. Một tình huống trở thành tiêu đây cực kỳ xuất sắc đến từ Đen Quốc Hưng. Nó khiến cho hai đối thủ đang vờn nhau như là mèo vờn chuột. Trở nên không thể xử lý được. Nào, xem em Huy chơi Pickleball nào. À, liệu có vượt được mức Pickleball hay không đến từ em Huy. Em Huy đang nằm trong top 4. Có cho mình một chiếc dù cứu trợ khẩn cấp. Khả năng cao là Nét Quốc Hưng sẽ phải dừng cuộc chơi của chúng ta ở cái top 4 anh em ạ. Bởi vì với 5 cái phớt này và lượng sát thương vòng bo đang gây ra là cực kỳ lớn. Thôi đồ là Nét Quốc Hưng sẽ không thể vào được bo nữa rồi. Đang cố gắng kiếm thêm những cái phớt nhưng vòng bo thứ 5 đã tới. Trời, nó trừ máu kìa. Còn không kịp thở đến từ vị trí của Nét Quốc Hưng. Và đó là cái top 4 cho anh ta mà thôi. Trong đó phía dưới này tôi thấy số 1 Lạng Sơn đang dí theo Zuta. Trời ơi, cái cuộc tình này nó vẫn chưa thể nào dứt duyên được. Có vẻ như là số 1 Lạng Sơn quyết định là quay xe vào trong bo rồi. Không muốn chơi với Zuta làm gì cả. Vì chúa sủi đấy thì sủi nhanh lắm. Trong khi đó nếu như chuyển mục tiêu xem Ngô Huy thì có lẽ nó sẽ là khả thi hơn rất nhiều. Điểm hạng mục đầu tiên dành cho số 1 Lạng Sơn có thể sẽ có rất sớm. Chơi game cực chill và bây giờ đang còn cho mình tới 9 quả nết. Chào cúp. Phía bên kia lại thó đâu ra được 4 quả nết từ Zuta rồi. Nào, cũng phải cẩn thận nha. Cần phải thực sự cẩn thận nha. Thôi, nhảy xuống đây. Liệu có phải là một quyết định sáng suốt đến từ vị trí của Zuta hay không đây? Trời ơi. Mất đi một chút máu rồi. Và còn 7 quả nết nữa trên tay của Zuta Lạng Sơn. Trời ơi, thêm 50% máu nữa đã bị cấu đi. Zuta bây giờ còn bị ép bởi vòng bo nữa. Quá khó cho Zuta, bây giờ số 1 Lạng Sơn chỉ cần đơn giản là chạy về phía bo thôi, đối thủ phải ở đằng sau. Zuta đang mất quá nhiều máu, vòng bo đang đốt rất đau, một cái medkit thì may là cắn kịp. Và chắc là có thể sẽ chạy kịp được với vòng bo này thôi, vì tốc độ của anh ta đang là nhanh hơn. Nhưng số 1 Lạng Sơn là một dân chơi không phải dạng vừa. Đấy rồi, khó lại càng thêm khó, chồng chất khó khăn đến từ Zuta. Khi mà liên tiếp là những quả bom dính được giải ra trên hành trình của Zuta vào bo. Và Zuta... Chúng ta núp sau gốc cây thành công né đi được quả bom dính thứ ba. Nhưng liệu rằng là quả nết này Zuta có thể sống nổi hay không đây? Phòng bo mới của chúng ta anh em có thể nhìn thấy ở phía bên dưới góc bên tay phải bản đồ. Đó là vô cùng nhỏ. So với phòng bo thứ 6. Zuta đang cố gắng chạy. Có vẻ số 1 Lạng Sơn đã để cho đối thủ của mình sủi đi thành công. Trong đó thì em Ngô Huy sau khi sủi đi rất xa có cho mình rất nhiều những quả nết. Thì anh ấy thực ra cũng chỉ có 2 quả thôi anh em ạ. Tôi cứ tưởng nhiều cơ nhưng mà không. Rồi. Thực sự là đã có cấu được máu của Lạng Sơn đấy. Cấu được khá nhiều máu đấy. Nhưng
không thể tin được, đó là số 1 Lạng Sơn đã bị em Skibidi Ngoi gạt giò ở cái top 3. Cái gì vậy? Liệu có phải lần đầu tiên em Ngoi giành được top 1 ở trong custom của Nam Á hay không thì chúng ta cũng đợi xem. Liệu có thể nào? Trời ơi, bị húc xe rồi, vậy là cancel đi, mất tình huống hồi máu nữa thì em Ngoi. Một quả nết được căn tham minh ư, cấu được một tí tẹo máu thế kia. Vẫn còn đó là quả nết cuối cùng. Đan dỗ. Em Huy vừa nói gì nhở? Tại sao được cái top 1 em lại muốn đan dỗ đây Huy? Không, em thấy cảm giác của nó gần giỏ quá. Vậy là sau biết bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng em Skibidi Ngô Huy với những mưu mẹo bẩn tưởi của mình đã giành được cái top 1 cho Custom Ramad anh em nha. Dành cho mình được 4 kill, dành cho mình cái top 1. Tôi không thể ngờ được là Yuta cũng như số 1 Lạng Sơn, những người chơi có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mà lại phải nằm xuống trước Ngô Huy. Skibidi thật sự là vô lý, quá vô lý. Không biết là nó có tình huống câu kéo móc ở phía đằng sau nó hay không đây. Nét Quốc Hưng thì cũng dành cho mình cái top 4 mà thôi. Top 5 dành cho Idan. Và rất nhiều những anh em khác đã tham gia và trong số đó thì may quá tôi cũng đứng bét. Giống như là người anh em Barrel tự ném lên chính mình. May quá. Và đó là trận custom cuối cùng của buổi tối ngày nay anh em nhỉ. Chơi anh em ngủ ngon, phải gặp lại anh em vào ngày mai. See you all.